Thời tiết nguy hiểm thường xuất hiện kèm theo những dấu hiệu rõ ràng trong tự nhiên, và việc nhận biết các hiện tượng này có thể giúp chúng ta phòng tránh rủi ro. Mây đen tích tụ và cuộn xoáy, đây là một trong những hiện tượng báo hiệu thời tiết nguy hiểm. Sự xuất hiện của những đám mây đen tích tụ nhanh chóng trên bầu trời có thể là dấu hiệu của dòng bão. Khi các đám mây phát triển nhanh và bắt đầu cuộn xoáy, đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy một trận bão lớn hoặc thậm chí là lốc xoáy đang đến gần. Gió lặn bất thường. Trong những ngày bình thường, gió thổi liên tục, nhưng nếu đột nhiên gió lặn hoàn toàn, đó có thể là dấu hiệu của một trận bão mạnh đang hình thành. Gió lặn trước cơn bão thường là hiện tượng phổ biến, báo hiệu sự thay đổi nhanh chóng trong áp suất khí quyển. Cầu vồng lửa. Cầu vồng lửa là hiện tượng khí quyển hiếm gặp, xuất hiện khi ánh sáng mặt trời đi qua các tinh thể băng trong các đám mây tầng cao. Đây là dấu hiệu của sự không ổn định trong khí quyển và có thể dự báo thời tiết khắc nghiệt, bao gồm dông bão hoặc lốc xoáy. Mưa axit hoặc khí hơi nóng. Trong các khu vực núi lửa hoặc vùng có hiện tượng địa nhiệt cao, hơi nóng bốc lên từ lòng đất có thể tạo ra mưa axit. Hiện tượng này thường xảy ra trước các trận phun trào núi lửa hoặc biến động địa chất. Mây vải trồng. Những đám mây vải trồng xuất hiện thường cho thấy sự biến đổi thời tiết sắp tới, bao gồm gió mạnh, mưa bão hoặc băng giá. Khi chúng được nhìn thấy trên bầu trời, đó là dấu hiệu cần phải chuẩn bị những thay đổi thời tiết khắc nghiệt. Sấm chớp xa xôi. Sấm chớp nghe từ xa, dù chưa có mưa, là dấu hiệu cho thấy dông bão đang tới. Tiếng sấm có thể vang vọng trước cơn bão nhiều giờ, cho thấy sự nguy hiểm đang cận kề. Hơi nước nóng và nguồn nhiệt bốc lên. Trong vùng biển hoặc sông hồ, nếu bạn nhận thấy hơi nước bốc lên mạnh mẽ vào sáng sớm, đó có thể là dấu hiệu của một cơn bão sắp tới, khi nhiệt độ và áp suất thay đổi mạnh mẽ tạo ra các đợt hơi nước lớn. Bầy côn trùng bất ngờ di cư. Sự di cư đột ngột của đàn côn trùng, đặc biệt là kiến, mối hay đàn chim, thường là dấu hiệu dự báo thiên nhiên như bão, lũ lụt hoặc thậm chí động đất. Nhiều loài động vật có khả năng cảm nhận trước các biến đổi địa chất và khí quyển mà con người không nhận thấy được. Sự tĩnh lặng trước bão. Một sự yên tĩnh kỳ lạ có thể xảy ra ngay trước khi một cơn bão dữ dội hoặc lốc xoáy xuất hiện. Không có âm thanh của chim hót, côn trùng hoặc gió thổi, tạo ra một cảm giác căng thẳng báo trước những sự kiện thời tiết nguy hiểm. Thay đổi áp suất đột ngột. Áp suất không khí giảm mạnh trong một khoảng thời gian ngắn là tín hiệu của một cơn bão đang tiến đến. Bạn có thể cảm nhận điều này nếu đang ở trên núi hoặc những vùng cao khi trời đột ngột có cảm giác nặng nề hoặc nén.